Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay ngày 17 tháng 5, ông Nguyễn Đông Anh về rất nhiều loa BMB, có model là BMB CSD 880C. Những mẫu loa này của Nhật và được sản xuất tại Trung Quốc. BMB 880C là một trong những model bán rất chạy trên thị trường hiện nay. Loa này quý vị và các bạn có thể vừa nghe nhạc và vừa hát karaoke gia đình thì rất tốt. Loa có độ có trở kháng là 8 ohm, công suất tối đa là 1000W, nên quý vị và các bạn có thể ghép được với rất nhiều thiết bị âm ly hoặc cục đẩy đều dùng rất tốt. Hiện nay loa BMB 880C đang được bán tại Hùng Huyền Đông Anh với giá là 7.500.000 đến 7.800.000 đồng một cặp. Vâng, loa rất đẹp, nguyên bản. Từ vỏ thùng cho đến tuyến loa, tất cả đều nguyên bản và rất đẹp. Mẫu loa này bền bởi vì nó được thiết kế là 5 châm 2 tầng, từ tính rất nhiều nên loa khỏe và độ bền cao, chất lượng rất ổn định. Quý vị và các bạn hát karaoke ở phòng nhỏ hoặc phòng lớn đều rất tốt. Loa hiện nay đang được bán nhiều tại trung tâm thiết bị âm thanh điện tử Hùng Huyền Đông Anh. Quý vị và các bạn có thể xem hàng trực tiếp tại số 10 ngõ 24 đường Cao Lỗ, thị trấn Đông Anh, Hà Nội. Điện thoại 0984 285 477. Hùng Huyền Đông Anh có bán trả góp và ship hàng trên toàn quốc. Ngoài mặt hàng này thì Hùng Huyền Đông Anh còn có rất nhiều những mẫu khác của hãng BMB như 450, 450C, 850, 880, 1000, 2000 và 900C. Vâng, quý vị và các bạn có nhu cầu tìm mua loa BMB ở các model khác nhau thì xin mời đến với Hùng Huyền Đông Anh để thoải mái nghe ngắm và lựa chọn. Hân hạnh phục vụ quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh YouTube của Hùng Huyền Đông Anh. Xin chào và hẹn gặp lại.